Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm d Tab được sản xuất tại Hatafa. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Dicren Tap cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Dicren Tap: system 500 mg. Dạng bào chế: viên nén. Viêm phế quản là gì? Viêm phế quản cấp là tình trạng viêm của cây khí phế quản, thường xảy ra sau nhiễm trùng đường hô hấp trên, xảy ra ở những bệnh nhân không bị rối loạn phổi mạn tính. Nguyên nhân hầu như luôn là do nhiễm virus, mầm bệnh ít khi được xác định. Triệu chứng phổ biến nhất là ho, có hoặc không sốt và có thể là ho có đờm. Công dụng và chỉ định của Dicirentap. Điều trị các rối loạn về tiết dịch trong các bệnh đường hô hấp, viêm phế quản, viêm mũi họng, hen phế quản, tắc nghẽn đường hô hấp cấp và mãn tính. Điều trị hỗ trợ trong các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp. Cách dùng và liều dùng của Dicirentap. Cách dùng Thuốc dùng đường uống Liều dùng Người lớn dùng một viên 13 lần trên ngày Chống chỉ định của Dicirentap Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc Mặc dù không có bằng chứng nào chứng tỏ thuốc này có bất kỳ ảnh hưởng nào về vật lý hay hóa học đối với niêm mạc dạ dày, không thể loại trừ khả năng có sự thay đổi trên niêm mạc dạ dày. Chống chỉ định cho trẻ em dưới 2 tuổi Lưu ý khi sử dụng Dicirentap, dùng thận trọng ở người bị loét dạ dày tá tràng. Bệnh nhân có tiền sử loét đường tiêu hóa nên được khám để loại trừ tình trạng loét cấp tính trước khi điều trị các system Không nên sử dụng thuốc giảm ho cùng lúc với các bo Nên thận trọng khi sử dụng siro vì thuốc chứa 5% cồn. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe hành máy móc. Tham khảo ý kiến bác sĩ. Tác dụng phụ của DicerenTab. Như mọi loại thuốc, ở một số người thuốc có thể gây ra ít nhiều các tác dụng không mong muốn như rối loạn tiêu hóa, nôn, buồn nôn, tiêu chảy. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng. Tương tác. Chưa có báo cáo về tương tác. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Dicren Tab, đồng thời biết cách sử dụng Dicren Tab sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham